Như chúng ta đã biết, PB là một trong những chỉ số định giá quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu cách tính chỉ số PB cũng như cái việc áp dụng cái chỉ số PB vào trong việc đánh giá cổ phiếu như thế nào để cho cái việc đầu tư của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Thì hôm nay thay mặt AZFIN Việt Nam, tôi sẽ trình bày về cái việc ứng dụng PB trong đầu tư cổ phiếu trong cái chương trình phân tích cao cấp. Thì đầu tiên, PB là gì? PB tức là Price on Book Value. Đó, là một chỉ số định giá rất quan trọng và được sử dụng rất nhiều. Hay là định giá cổ phiếu hoặc là định giá doanh nghiệp đều có thể sử dụng được. Thứ hai, thì PB được tính bằng giá trị thị trường của một cổ phiếu chia cho giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu đó. Ví dụ, cổ phiếu đang bán ở trên thị trường, cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn, đang bán với giá 50.000 đồng một cổ phiếu. Cái giá trị tài sản ròng của nó tức là bằng tổng tài sản của cái doanh nghiệp Hòa Phát ý, trừ đi tổng nợ, thì ra cái phần gọi là giá trị tài sản ròng, hay người ta gọi là phần vốn chủ sở hữu. Sau đó lấy vốn chủ sở hữu chia cho số lượng cổ phiếu thì ra cái giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu. Thì lấy 50.000 chia cho cái số đó thì ra gọi là P trên B. Hay ví dụ ở trường hợp nhà chúng ta chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta có 10 tỷ, công ty chúng ta có 10 tỷ tài sản, nhưng mà nợ 5 tỷ thì trừ đi 5 tỷ, chia giá trị tài sản ròng là 5 tỷ. Nếu công ty chúng ta được định giá là 10 tỷ thì PB bằng 10 chia 5 bằng 2 lần, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ có một cái cách tính khác mà AZFIN hay làm, và chúng tôi thấy cách tính này vừa đơn giản vừa chính xác. Đó là bằng cái vốn hóa thị trường chứng khoán của cả cái công ty. Ví dụ Hòa Phát bằng vốn hóa thị trường của cả cái tập đoàn Hòa Phát là 240.000 tỷ chẳng hạn, chia cho cái vốn chủ sở hữu của tập đoàn Hòa Phát này. Nhưng mà vốn chủ sở hữu này với điều kiện phải trừ đi cái lợi ích của cổ đông thiểu số. Đó, hay nói cách khác là cái vốn chủ sở hữu này là vốn chủ sở hữu thuộc cổ đông công ty mẹ. Nếu vốn hóa thị trường chia cho nó thì ra cái PB. Thì cách tính này là cách tính chính xác và đơn giản nhất. Tiếp theo, PB là chỉ tiêu đánh giá sự đắt rẻ của thị trường chứng khoán rất quan trọng. Nhiều khi nó còn quan trọng hơn là chỉ số P/E cơ. Vì sao lại vậy? Rất đơn giản. Cái B tức là cái vốn chủ sở hữu ấy, nó sẽ ít biến động hơn so với lợi nhuận. Ví dụ nhiều doanh nghiệp lợi nhuận từ âm lên dương chẳng hạn, tăng rất nhiều lần, hoặc từ gần như không mà lên đến một số nào đó rất lớn, thậm chí tăng gấp 100 lần hay 1000 lần chẳng hạn, thì ngay lập tức cái chỉ số PE thì nó sẽ biến động vô cùng kinh khủng và đánh giá thì nó không được chính xác. Nhưng PB thì nó lại khác. Ví dụ một doanh nghiệp như là doanh nghiệp nào đó có 10 đồng vốn chủ chẳng hạn, nếu nào năm nào người ta làm ăn tệ không lãi được đồng nào thì vốn chủ sẽ chỉ là 10 đồng. Nhưng năm sau lợi nhuận người ta được 2 đồng chẳng hạn, tức là tăng rất rất nhiều lần so với 0 đồng, đúng không ạ? Thì cái vốn chủ nó chỉ tăng thêm 1,2 lần thôi, chứ nó không tăng gấp cả ngàn lần giống cái lợi nhuận. Từ đó tính PB về cơ bản đánh giá thị trường chứng khoán nó thậm chí còn quan trọng hơn cả chỉ số P/E. Và tiếp theo, PB sẽ chính xác hơn vào giai đoạn đầu, rồi giai đoạn mới mở rộng hoặc giai đoạn khó khăn nhất. Đó, nó sẽ chính xác hơn so với các chỉ số định giá như PE. Ví dụ một doanh nghiệp nhiệt điện chẳng hạn, họ giai đoạn đầu họ mới xây dựng nhà máy, mới đi vào hoạt động thì làm gì họ đã có lợi nhuận. Nếu tính PE thì nó là dương vô cùng hoặc âm vô cùng, thì khi đó nó không phản ánh được cái giá trị của cái doanh nghiệp đó. Nhưng PB thì lại khác. Đó, người ta biết rằng giá bán so với cái giá trị vốn chủ sở hữu nó khoảng bao nhiêu thì nó sẽ dễ đánh giá hơn, đúng không? Hoặc là ở cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế chẳng hạn, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đi xuống trầm trọng thì tính PE lúc ấy không thực sự chính xác, mà PB sẽ là cái thước đo tham chiếu chuẩn nhất, tốt nhất. Đó. Tiếp theo, với cổ phiếu thì PB áp dụng thông thường cho các cái lĩnh vực sau sẽ hiệu quả, đó là lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực tài chính, lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm. Vì sao lại vậy?
Vì rất đơn giản, họ là những công ty kinh doanh tiền và liên quan đến tiền. Thế thành ra người ta sẽ trả giá theo cái số tiền họ họ nắm giữ, có thể sinh lời bao nhiêu. Sinh lời tốt thì người ta trả PB cao, sinh lời thấp người ta trả thấp hơn một chút, nhưng mà đấy là thước đo đó. Và đặc biệt là những cái doanh nghiệp này, nếu người ta có thể mua doanh nghiệp thì người ta giải thể, người ta cũng sẽ quy ra được cái lượng tiền theo sát cái giá trị sổ sách hơn. Ví dụ ở trên sàn có những cái công ty đã từng giải thể và chia tiền rất nhiều à, đó ví dụ như công ty chứng khoán Kim Long này, đúng không ạ, hay là công ty Cát Sài Gòn này, hay là một số cái quỹ đầu tư VF1 ngày trước này, họ chuyển đổi ra tiền rất nhiều, hay là cái quỹ gọi là Indochina Capital thì rất nhiều năm trước nó đã giải thể. Thì đó, khi các cái doanh nghiệp tài chính thì người ta thường định giá theo chỉ số này. Thì rất nhiều các trường hợp đó là PB bằng có 0,5 lần, tức là giá trị vốn chủ sở hữu của cái công ty nó gấp đôi so với giá thị trường. Thế là rất nhiều các nhà đầu tư cá mập họ nhận thấy điều này và họ mua doanh nghiệp này, và cuối cùng họ giải thể và thu được một cái lượng tiền rất lớn. Đây cũng là một cái cách đầu tư mà thời gian đầu ngài Warren Buffett đã học được người thầy của mình là Benjamin Graham để áp dụng vào thực hiện mua các cái doanh nghiệp, được định giá rất rẻ so với tài sản, và sau đó là lấy tiền từ nó hoặc giải thể nó ra để thu được lợi nhuận. Đó là cái phương pháp PB. Tiếp theo, PB như thế nào là đắt và như thế nào là rẻ? Thì nếu mọi thứ không khác nhau giữa các cổ phiếu và các doanh nghiệp thì cổ phiếu nào có PB thấp hơn là rẻ hơn. Còn đối với những doanh nghiệp mà có tính thanh khoản rất cao bằng tài chính chẳng hạn, PB mà cứ dưới 1 là rất rất rẻ, rất tuyệt vời. Đó là đắt rẻ như thế nào. Tiếp theo, câu hỏi đặt ra, vậy PB cao hay thấp, như thế nào là đắt hay rẻ, thì phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thì đây là cái vấn đề áp dụng PB vào trong đánh giá và đầu tư cổ phiếu. Thì đầu tiên đối với cái chỉ số chung của thị trường ở Việt Nam là VN Index đi, thì đối với thị trường thì PB phụ thuộc vào các yếu tố sau. Đầu tiên đó là hiệu quả sinh lời của toàn bộ thị trường, tức là lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của toàn bộ thị trường. Tức là như này, người ta lấy lợi nhuận của toàn bộ các cái doanh nghiệp của VN Index rồi người ta chia cho vốn chủ sở hữu, đúng không ạ? Thì cái hiệu quả ý nó càng cao thì sẵn sàng người ta trả PB nó sẽ cao hơn. Thì tôi lấy ví dụ lãi suất mà 5% thì thị trường chứng khoán mà sinh lời được 10% trên vốn chẳng hạn thì PB hoàn toàn có thể 2 lần, thậm chí cao hơn, đúng không ạ? Cũng giống như hai người, một người thì cầm 100 đồng đi sinh lời được 40 đồng, một người cầm 100 đồng đi sinh lời được 10 đồng, thì rõ ràng nếu quý vị mà mua cái người đầu tiên ấy, mua cái doanh nghiệp của người đầu tiên thì quý vị sẵn sàng trả cái giá cao hơn cái giá 100 đồng thì rất nhiều. Ngược lại, người khác cũng 100 đồng làm ra có 10 đồng thì quý vị có thể trả thấp hơn cái giá 100 đồng ấy thì quý vị mới mua. Đó, thì đấy chính là cái hiệu quả sử dụng vốn. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì PB sẽ càng cao. Hiệu quả sử dụng vốn càng thấp thì PB sẽ càng thấp. Còn nếu ngược lại, hiệu quả sử dụng vốn mà càng cao PB lại rất thấp, trong khi mọi thứ rất ok, thì đấy là một sự gọi là sai lầm của thị trường. Thì chúng ta phải mua ngay cái cơ hội ấy. Hay hiệu quả sinh lời thì thấp mà PB lại quá cao thì đấy là việc chúng ta phải bán cái cổ phiếu đó đi. Được chưa? Thứ hai, đó là PB phụ thuộc vào tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp được dự báo như nào. Ví dụ, các cái doanh nghiệp ở Việt Nam được dự báo là lợi nhuận tăng trưởng rất mạnh trong năm 2021. Khi đó PB người ta đã trả rất cao đây, lên đến 2.7479 lần vào ngày 9 tháng 6 năm 2021. Đúng không ạ? Trong khi trước đó, cái giai đoạn trước đó kìa, nó thường dưới 2 lần. Còn đỉnh năm 2018 đây thì nó cũng mới chỉ là nhỉnh 3.1 lần. Đó, thì khi người ta đánh giá rằng doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận rất tốt thì người ta sẽ trả cái PB này rất cao. Tiếp theo, PB còn phụ thuộc vào cái giai đoạn thị trường chứng khoán gắn liền với chu kỳ kinh tế, tức là ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế. Ví dụ năm 2007 đây, khi Việt Nam vừa mới gia nhập WTO đâu đó hơn một năm, đúng không ạ? Việt Nam nhận được nguồn vốn từ nước ngoài rất nhiều, mọi thứ đang đẩy vào Việt Nam âm ầm, thì Việt Nam lúc ý đã vào cái giai đoạn gọi là kinh tế tăng trưởng âm ầm luôn, gọi như một cục nam châm hút các nguồn lực trên thế giới đổ vào.
thì từ đó người ta sẵn sàng trả PB đẩy lên rất cao, thậm chí cao đến mức phi lý, lên đến hơn 9 lần ở mức đỉnh, hơn 9 lần, cực kỳ cao. Sau đó, khi mà khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra năm 2008, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đi xuống theo, đúng không ạ? Và tạo đáy tháng 3 năm 2009 với mức 234.5 điểm. Thì PB mức ý đâu đó chỉ khoảng độ 1.2 lần mà thôi. Đó, tức là khi khủng hoảng kinh tế vô cùng khó khăn thì PB sẽ rất thấp. Tiếp theo đó, cái giai đoạn sau đó 2009 đây, đến 2010, Việt Nam được chính phủ bơm rất nhiều tiền. Từ đó người ta kỳ vọng là sự tăng trưởng của doanh nghiệp rất tốt. Thế thành ra người ta đẩy PB rất cao. Nhưng mà sau đó do nền kinh tế không hấp thụ được cái lượng tiền lớn như thế, nó tạo ra lạm phát. Đó, thì khi đó Việt Nam lại rơi vào suy thoái đáy kép. Chính vì thế PB đã giảm đến cuối 2011 cũng còn có hơn 1.2 lần. Và sau đó kinh tế cứ lèng nhàng đến năm 2013, 14, 15, 16, lèng nhàng tích lũy. Chính vì thế PB nó cũng không thể cao được. Nó có cao hơn so với lúc suy thoái nhưng nó cũng không thể quá cao. Nhưng đến năm 2017, 18 kinh tế bắt đầu trở lại rất mạnh mẽ, ầm ầm. Thì khi đó PB lại được trả rất cao. Và sau 2018 người ta kỳ vọng rằng kinh tế sẽ tăng trưởng chậm hơn, kém hơn. Thế là PB cũng lại bắt đầu suy giảm. Và đến tháng 3 năm 2020 khi Covid xảy ra trên toàn thế giới thì chỉ số VN Index giảm cực mạnh, khiến cho PB cũng chỉ còn về có mức hơn 1.5 lần một chút mà thôi. Sau đó người ta lại kỳ vọng ồ dịch bệnh rồi sẽ qua, đúng không? Các doanh nghiệp lớn không ảnh hưởng nhiều. Thế là người ta lại đẩy cái PB lên đến 2.7479 lần vào ngày hôm nay, mùng 9 tháng 6 năm 2021. Đó, thì trên đây là những cái tác động đến PB của toàn bộ VN Index thì như nào, tức là toàn bộ thị trường chứng khoán đấy. Vậy còn đối với các doanh nghiệp thì sao? Đầu tiên, cái yếu tố tác động đến các doanh nghiệp nó cũng gần tương tự như đối với toàn bộ chỉ số thị trường chứng khoán. Đó là giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán thì sẽ PB khác nhau. Ở bên tay trái thôi đây, đây là lấy biểu đồ PB của cổ phiếu VN Direct trên Bloomberg. Chúng ta có thể thấy từ năm 2011 đến 2016, đúng không? Kinh tế khó khăn và lung nhung, thậm chí suy thoái 2011, 12, 13 đấy. Thì PB của cổ phiếu này đâu đó chỉ 0.5 lần. 0.5 lần. Năm 2010, 11 tôi không nhớ không lầm thì VN Direct đã từng lỗ mấy trăm tỷ cơ. Mấy trăm tỷ cơ. Thì PB về còn rất thấp, 0.5 lần. Nhưng mà sau đó thì dần dần phục hồi trở lại nhưng vẫn phục hồi rất chậm. 14, 15, 16 thì PB lên quanh mức một lần. Một lần đến năm 2017, 18 khi thị trường chứng khoán tăng bùng nổ, công ty này thu được lợi nhuận rất cao từ thị trường chứng khoán, từ danh mục tự doanh, từ môi giới và từ rất nhiều các cái khoản khác nữa, thì PB của nó đã lên đến mức đỉnh cao đến 2.4 lần. Và khi kinh tế khó khăn do Covid thì đến tháng 3 năm 2020 thì PB của nó về còn có 0.67 lần. 0.67 lần. Rồi sau đó, từ đó đến nay khi chỉ số VN Index tăng hơn 2 lần, thị trường chứng khoán bùng nổ thanh khoản, công ty này thu được các cái phí giao dịch rất khủng khiếp. Dự báo lợi nhuận năm 2021 còn có thể tăng hơn gấp đôi so với 2020, đạt mức kỷ lục của kỷ lục, tức là lợi nhuận có thể bằng 5 năm trước cộng lại. Khi đó, chỉ số PB của cái cổ phiếu này được đẩy lên rất cao. Từ mức 0.68 lần mà 0.7 lần lên đến bây giờ là 2.7509 lần, tức là tăng 4 lần chỉ trong vòng 1 năm 2 tháng vừa rồi, tăng 4 lần. Từ đó làm cho giá cổ phiếu của công ty này cũng tăng gần 6 lần, bởi vì trong quá trình này lợi nhuận nó vẫn làm giá trị sổ sách tăng lên. Đúng không? Thế là tuy PB tăng có 4 lần nhưng mà giá phải tăng gần 6 lần, bởi vì lợi nhuận nó giữ lại làm vốn chủ tăng lên, làm book value tăng lên. Đó, thì đấy nó cũng theo chu kỳ. Còn nếu trong tương lai, ví dụ năm 2024, 2025 chẳng hạn, kinh tế mà suy thoái đi xuống, thị trường chứng khoán kém,
thì PB của doanh nghiệp này cũng lại hoàn toàn có thể về dưới mức một lần, là một chuyện hết sức bình thường, không có gì quá cả. Đó, đối với những ngành doanh nghiệp chu kỳ này chúng ta cần phải chú ý như vậy. Tiếp theo về cổ phiếu MB, đây là tôi tự vẽ thì cũng tương tự như VN Direct, giai đoạn 2011 đến 2016 công ty này cứ đi ngang, hoạt động kinh doanh cứ đi ngang, không có gì tiến triển cả, kinh tế vẫn cứ làng nhàng bình thường, thì PB của nó rất thấp, đúng không ạ? Chỉ quanh một lần thôi. Nhưng 2017, 2018 PB nó đã tăng lên rất cao. Đỉnh của 2018 tháng 4 thậm chí PB nó lên đến 2.5 lần. 2.5 lần, rất cao. Và sau đó khi suy thoái, khi kinh tế đi xuống, PB xuống 2019 còn 1.34. Thực ra đến tháng 3 2020 nó còn có 0.75 lần mà thôi. Và đến nay khi kinh tế trở lại rất tốt, đúng không ạ? Ngân hàng này làm ăn rất tốt thì PB lại tăng lên 2.1 lần. Đấy, chúng ta phải lưu ý như thế. Với mỗi giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán thì PB của cổ phiếu nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Thế thành ra chúng ta không thể dùng so sánh PB của nó ở thời điểm hiện tại so với lúc đáy thị trường được. Và cũng không thể dùng PB hiện tại so với mức đỉnh thị trường để làm gì cả. Mà chúng ta phải so sánh một cách phù hợp, tức là bây giờ đang giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán. Thì như vậy chúng ta sẽ biết PB như thế nào là hấp dẫn hay không, đúng không ạ? Ví dụ như giai đoạn này thì chúng tôi cho rằng Việt Nam cũng mới bắt đầu vào giai đoạn đầu của sự phát triển của chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán. Thì do đó là PB của nó sẽ hoàn toàn có thể đạt ở mức cao, mức cao hơn bình thường. Còn cao bao nhiêu thì lại tùy vào việc tính toán và kết luận của chúng ta, được chưa? Kỳ vọng của chúng ta. Tiếp theo, về hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu, đó là ROE. Thì cũng như giống như tôi lấy ví dụ ban đầu. À, ví dụ một doanh nghiệp 100 đồng làm sinh lời một năm 100 đồng thì tất nhiên giá của doanh nghiệp nó phải cao hơn rất nhiều so với 100 đồng, tức là PB nó lớn hơn một rất nhiều. Ngược lại một doanh nghiệp này 100 đồng làm ra có 10 đồng chẳng hạn thì PB nó phải thấp thôi, bằng giá trị sổ sách thôi chẳng hạn, đúng không ạ? Thì ở đây là trường hợp hai cái doanh nghiệp đều kinh điển trên thế giới cả. Đầu tiên là doanh nghiệp Apple có PB bằng 30.5 lần tại ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. 30.5 lần, quý vị lưu ý. Vốn chủ sở hữu của Apple bây giờ đâu đó khoảng độ 70 tỷ đô, sấp xỉ 70 tỷ đô, 69 tỷ đô. Giá trị thị trường của doanh nghiệp này lên đến hơn 2.100 tỷ đô. Thế do đó PB của nó lên đến 30.5 lần, tức là một mức gọi là kinh khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà vì sao? Vì ROE của nó chúng tôi tính toán chuẩn, công thức chuẩn là lên đến khoảng độ trên 150% cho 2021. Bởi vì vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 nó có khoảng 65-66 tỷ đô thôi. Mà lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm tài chính của Apple 2021, tức là 6 tháng quý 4 của 2020 là quý 1 của Apple, được chưa? Quý 1 của 2021 là quý 2 của Apple. Thì trong 6 tháng đó lợi nhuận doanh nghiệp này lên đến hơn 50 tỷ đô. Tức là 6 tháng thôi ROE nó cũng bằng hơn 80%. Thì tính ra cả năm ROE có thể đạt 150%. Tức là có một đồng vốn chủ tối cuối năm trước thì tạo ra 1,5 đồng lợi nhuận của năm sau. Tức là năm sau nó sẽ thành 2,5 đồng. Một đồng vốn gốc và 1,5 đồng lợi nhuận. Thì khi nó kinh khủng đến như vậy thì PB lên đến 30.5. Bên cạnh đó một tập đoàn cũng rất khủng khiếp, đó là Berkshire Hathaway của ngài tỷ phú Warren Buffett, và cấp phó của ông là ngài Munger. Thì ông ấy cũng là cổ đông lớn thứ hai của Apple. Nhưng vì ROE của Berkshire Hathaway nó không cao, nó chỉ 13% thôi. Thế thành ra PB của Berkshire thì nó chỉ là 1.5 lần thôi. 1.5 lần. Còn có rất nhiều doanh nghiệp ROE cực thấp thì PB nhỏ hơn một rất nhiều là một điều hết sức bình thường. Hết sức bình thường. Đó. Đó. Thì chúng ta cần phải chú ý đến cái hiệu quả sinh lời thì mới biết PB cao hay thấp. Tiếp theo, về vị thế doanh nghiệp thì ở trên đây này chúng tôi lấy ví dụ liên quan đến 7 ngân hàng. Thì chúng ta có thể thấy PB của Vietcombank cao hơn hẳn 3.57 lần. Đây là PB chúng tôi lấy giá ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021 và lấy cái giá trị sổ sách cộng cả cái lợi nhuận của quý 2 2021 dự báo vào. Thế chúng tôi forward cho tương lai. Đó, thì chúng tôi phải dự báo tương lai thì chúng tôi mới đánh giá được sự đắt đẻ. Thì khi đó thấy rằng PB của Vietcombank đang là cao nhất, lên đến 3.57 lần.
Nếu so với một cái doanh nghiệp, một cái ngân hàng cùng quốc doanh, ví dụ như Vietinbank là 2.86 lần, thì chúng ta thấy có thể thấy rõ ràng là vị thế của Vietcombank hơn hẳn Vietinbank đúng không ạ? Thì PB xứng đáng nó cao hơn. Hay là trong ngành ngân hàng tư nhân, trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân, có Techcombank, có ACB và có VPBank. Về cơ bản đây là ba ngân hàng tư nhân được đánh giá là rất là hiệu quả và đánh giá cao. PB họ cũng rất cao, đúng không ạ? MB thì thấp hơn một chút, đúng không ạ? Tiên Phong thấp hơn một chút. Đấy là một điều hết sức bình thường. Bình thường. Tuy nhiên, nếu quý vị thấy thằng nào mà vị thế nó không phải quá khủng khiếp, ROE nó không phải cao, mà PB nó lại quá cao chẳng hạn, thì chắc chắn là thằng ấy bị định giá đắt. Ngược lại, những ông có vị thế doanh nghiệp tuyệt vời, hiệu quả kinh doanh tốt, mọi thứ ok, mà PB lại thấp hơn những cái thằng doanh nghiệp khác cùng ngành, mà những thằng kia nó lại kém hơn cơ, thì rõ ràng đây là một cái cơ hội bị định giá sai, bị định giá sai, và tương lai nó sẽ trở lại. Thì đấy chính là những cái chúng ta cần phải tìm ra và chúng ta giải quyết vấn đề đó, thì khi đó lợi nhuận nó sẽ tự nhiên nó sẽ chảy vào túi chúng ta mà thôi. Tiếp theo, một sự không liên quan lắm nhưng nó cũng hơi hơi liên quan thôi, đó là PB còn phụ thuộc vào tỷ lệ trả cổ tức. Thì cái cổ phiếu Apple, ROE của nó tất nhiên từ khi ngài Warren Buffett mua vào năm 2016-17 thì đã làm cho cái hiệu quả sinh lời rất tốt, bởi vì ông ấy tư vấn tài chính cho doanh nghiệp đấy rất khủng khiếp, gọi là kinh điển luôn. 2016-17 thì vốn chủ sở hữu là khoảng 130 tỷ đô, lợi nhuận làm ra một năm 50 tỷ đô, tức là ROE cũng gần 40%, tức là rất khủng khiếp rồi. Tuy nhiên từ ngày Warren Buffett tham gia thì ông ấy đã tư vấn cho doanh nghiệp này trả cổ tức thật nhiều, mua lại cổ phiếu phiếu quỹ thật nhiều, làm giảm vốn chủ sở hữu còn xuống một nửa, nhưng mà hiệu quả kinh doanh lợi nhuận này tăng lên mấy chục phần trăm, từ đó làm cái ROE nó cao hơn rất nhiều, thì làm PB tăng rất cao. Thì đồng thời với đó thì người ta cũng phải trả cổ tức rất lớn ra. Thì khi trả cổ tức ra lớn ra, ví dụ hai doanh nghiệp như nhau đi, cùng làm kết quả như nhau, nhưng một ông cứ giữ lại tiền để đi gửi ngân hàng với lãi suất 5-6%, một ông thì lại trả cổ tức gần hết luôn, rất cao, cao gấp đôi nhau, thì rõ ràng cái ông được trả cổ tức cao hơn sẽ được định giá PB cao hơn. Và trường hợp này, ví dụ Apple là một trường hợp như thế. Thì hàng năm bây giờ Apple trả ra cho bên ngoài cho cổ đông khoảng 80 tỷ đô đến 100 tỷ đô. Thì như vậy định giá nó khoảng 2.200 tỷ đô là một điều hết sức bình thường. Tức là lợi suất nó khoảng 3.5%. Đúng không ạ? Đó là một cái định giá rất có ý nghĩa và rất bình thường, chứ không phải cổ phiếu này bị định giá đắt lên đến hơn 2.000 tỷ đô đâu. Nó lên là vì có lý do của nó đấy. Có lý do. Tiếp theo, chúng ta sẽ kết luận về cái PB như này. Thì PB là một thước đo định giá phổ biến và thường dùng cùng với PE, hai cái phải kết hợp với nhau. Nó cũng giống như ROA và ROE ở trong cái việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tất nhiên PE người ta vẫn được đánh giá cao hơn, rộng hơn, phổ quát hơn. Nhưng PB là một cái bổ sung vô cùng quan trọng cho PE. PE nếu được đánh giá quan trọng 10, PB cho theo tôi nghĩ nó cũng không kém 7 đâu. Nó rất quan trọng. Rồi khi đánh giá PB với toàn bộ thị trường chứng khoán thì sẽ cho ta một cái góc nhìn thậm chí còn hiệu quả hơn đánh giá PE. Nó không bị sai lệch bởi những cái lợi nhuận bất thường hay là những cái gì đó biến động. Rất dễ là lợi nhuận, vốn chủ sở hữu nó không biến động nhanh như vậy. Rồi PB thì phù hợp với các doanh nghiệp có tài sản và hoạt động kinh doanh chủ yếu là tiền hoặc liên quan đến tiền. Đó, phù hợp những doanh nghiệp ấy. Với doanh nghiệp là doanh nghiệp kinh doanh tiền mà, thì người ta định giá trên tiền đó. Ví dụ như ngân hàng, ví dụ như công ty tài chính, ví dụ như công ty bảo hiểm, ví dụ như công ty chứng khoán. Và cuối cùng, PB thì phụ thuộc rất mạnh mẽ vào các yếu tố sau. Đầu tiên đó là phải giai đoạn của chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán. Rõ ràng khi kinh tế người ta dự báo suy thoái thì PB nó cũng sẽ được bị trả thấp hơn rất nhiều. Và người ta dự báo là kinh tế sẽ đi lên rất mạnh mẽ thì PB sẽ được đẩy lên rất cao. Rất cao. Đó. Thì khi chúng ta nắm được cái chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán, nắm được sự vận hành của PB, thì chúng ta đã sẽ ra được quyết định những cái lúc cực kỳ hấp dẫn để có thể gọi là một kiếm đoạt giang sơn. Đó. Tiếp theo, PB phụ thuộc vào ROE. Tức là ông nào hiệu quả sinh lời cao thì PB cao, đơn giản thế thôi. Ông nào hiệu quả sinh lời kém, tất nhiên PB phải kém rồi. Và cuối cùng, nó dựa vào cái vị thế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vị thế cao hơn, rõ ràng người ta được trả cái phần bù cao hơn, cái phần PB cao hơn. Còn doanh nghiệp nào vị thế không bằng thì PB sẽ thấp hơn. Thì trên đây là tôi đã trình bày về PB và ứng dụng PB vào trong đầu tư cổ phiếu.
Thì quý vị và các bạn quan tâm đến chỉ số PB này có thể comment bên phía dưới để cùng trao đổi giao lưu với AZ Fin Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.